Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là một cái ngày rảnh rỗi, ngày hôm nay đã là 23 Tết rồi các bạn ạ. Thì tôi ra bờ suối chơi tí sẽ về ăn cơm trưa sau các bạn ạ. Bây giờ cũng trời là, đây các bạn, trời đã nắng rồi. Camera này nó không bắt được ánh nắng. Bây giờ trời cũng đã, bây giờ đã hơn 10 rưỡi rồi các bạn. Thì tôi cũng sẽ đi, hôm nay cũng chưa biết quay cái gì đây. Ở đây toàn nước với nước các bạn, khe suối hết. Đây, sau lưng tôi cũng nước chảy róc rách ở đâu đây. Sao nó chảy ở đâu nhỉ? À, người ta xả vào ruộng các bạn ạ. Đây vẫn làm ruộng các bạn nhé, người ta đang xả đây. Nó xả vào ruộng. Chuẩn bị người ta đây, người ta cấy rồi các bạn này. Đây cấy rồi. Nhưng mà có vẻ không đều lắm, nhìn có vẻ không đều lắm các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ thử xem xung quanh đây có cái gì để quay cho các bạn xem. Đây là một cái đường ống các bạn này. Người ta sẽ bắt từ bên này. Khá là cao đó các bạn. Đấy, chạy một ruộng này. Đây là đường bắt đầu đường nước chỗ này. Ui, lộc các bạn ơi. Sau đây là có trứng vịt nhỉ. Ba quả này. Còn nguyên này. Ôi giời ơi. Cái này chắc chắn là không phải vịt nhà mình đâu các bạn ơi. Lộc lá. Bây giờ làm gì nhỉ? Chả nhã về ăn cơm trưa rán trứng à? Được rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một món, nếu chẳng may các bạn nhặt được những quả trứng này ở trong rừng nhé. Bây giờ đi thôi. Đây là cái chòi để lúa các bạn nhé. Và tôi bây giờ sẽ lên lại kia lấy củi. Tôi sẽ không đốt ở trên kia các bạn, vì mùa này lá khô rất nhiều. Đốt xong mình mà dập không kỹ sợ có nguy cơ cháy rừng các bạn. Nên tôi sẽ đốt ngay ở đây luôn. Xong xuôi tôi sẽ dùng nước này dập luôn, sẽ rất an toàn các bạn ạ. Chứ ở trên kia các bạn nhìn kìa. Lát nữa tôi sẽ lên quay cho các bạn. Củi lá khô rất nhiều, rất nguy hiểm. Các bạn nhìn này, lá khô rất nhiều. Nhá, đây tôi giới thiệu cho các bạn, đây là một cái chòi để lúa các bạn nhé. Giống như ta ở miền xuôi gọi là cái kho đó các bạn. Đây người ta, tại sao các bạn? Cái này là bằng tôn các bạn nhá. Cái này không phải là trang trí đâu, bốn góc có bốn cái tôn các bạn nhá. Các bạn có biết làm gì không? Cái này chuột sẽ không trèo được đây các bạn. Chuột nó chỉ trèo được bám được đây, nhưng mà ở chỗ này nó sẽ không bám được. Đây là một cái mẹo để chống chuột rất tốt của bà con miền núi các bạn. Đây, tôi sẽ quay cho các bạn. Không biết kho này có lúa nữa không. Tôi thấy nó cũng bỏ hoang khá lâu rồi các bạn. Cũng khóa đàng hoàng này. Tôi thử nhìn trong. Hình như không có gì nữa các bạn. Mọi thứ vẫn còn nguyên các bạn. Đây toàn bộ là rừng còn nguyên sinh các bạn nhé.
xăng lẻ. Giờ tôi sẽ gom hết các cái cành củi khô lá khô này. Đây, cành khô lá khô này xuống. Đấy, vị trí của tôi đấy, đấy các bạn. Bên kia ruộng nhưng mà người ta chưa cho nước vào đây. Đây là nước vào hết rồi các bạn này. Không biết các bạn nhìn có rõ không. Đây, đây là miền núi quê tôi. Bây giờ tôi sẽ không lan man liên miên nữa. Tôi sẽ lấy củi. Đây, sẽ nhặt những cái bó đuốc như thế này các bạn này. Đây là những cành tre mét. Đấy rồi. Đã khô rồi các bạn. Cái này sẽ đốt được. Toàn sỏi không các bạn. Còn lấy mũi dao sợ hư mất mũi dao. Đây. Tôi sẽ đào một cái hố ở đây các bạn nhé. Và tôi sẽ chôn 3 quả trứng vịt lộn xuống đây. Xong tôi sẽ tấp lửa lên trên. Tấp củi lên trên và đốt. Thì một lúc sau nó sẽ chín đấy các bạn. Nhưng mà ôi da, đây là trúng hòn đá. Đen thế nhở. Cái hố không cần sâu quá đâu các bạn. Đủ lọt 3 quả trứng là được. Đây các bạn. Đấy. Bây giờ thì tấp này lên các bạn. Đất đá rồi những cái gì mình đào lúc nãy ấy, thì bây giờ trả lại nguyên trạng. Đây. Trả lại nguyên trạng nó như cái này các bạn nhé. Đừng có bỏ đá vào các bạn nhé. Đấy. Những hòn đá to vứt ra. Tôi sẽ thấp kín một tí. Món này là gọi là món trứng nướng các bạn nhé. Tôi tin chắc là chưa ai làm như thế này đâu. Tức là quay lên mạng ấy. Còn ở chỗ tôi đều sử dụng như thế này hết. Đây các bạn. Ai biết đây là chỗ bọt trứng đúng không? Xong, bây giờ sẽ ra rửa tay và đốt lửa. Đốt lửa thổi cơm trưa. Ở khe suối có những cái rêu này. Cái này không ăn được các bạn nhé. Cái này bẩn lắm. Muốn ăn rêu này phải những cái vùng nước sâu cơ. Nước nông này rất nhiều cát và nó bẩn. Cái này hôm nào tôi sẽ làm các bạn cho các bạn một video về món rêu. Các bạn đang nghe bao giờ món rêu cho các bạn. Đây.
Cái này thì cho lợn thôi, còn là người ăn thì phải tìm một cái vùng nước thật sạch các bạn. Trời là nắng lên rồi và tôi sẽ phải làm nhanh, nếu không là trời sẽ trưa mà không có gì ăn luôn. Có vẻ như là ít củi quá các bạn. Tôi sợ rất là đang làm lại thiếu củi thì rồi thoải mái đó các bạn ạ, đổ lửa lên. Đây là cái mùng các bạn nhé. Chắc các bạn đã thấy bao giờ thấy cái mùng bé như thế này chưa? Còn đây là cái gì các bạn biết không? Rau má này. Mùng này. Bé tí tí. Rau má này. Đây là cây dương xỉ các bạn nhé. Rau má nhiều vô kể luôn này các bạn. Rau má nhiều vô kể. Nhưng mà trứng vịt mà ăn với rau má thì nó lại không hợp các bạn. Phải ngạch rau răm thì mới được. Nếu không thì tôi sẽ hái ăn cho các bạn. Cái này nhìn thế này thôi chứ rửa qua thì nó vẫn sạch mà các bạn. Sạch hơn gấp vạn lần. Người ta mua ngoài chợ người ta còn phun thuốc các bạn. Ở đây thì không có thuốc gì cả, kiểu bùn thôi thì mình rửa sạch được. Những cái kiểu ở dưới này thì các bạn đây, đây thì cực kỳ sạch luôn, bởi vì nước cái này bao nhiêu nước chứ, gọi là rửa bao nhiêu nước. Đây rau má này, trong lúc chờ trứng vịt chín thì tôi sẽ nghịch tí, bởi vì rất lâu rồi các bạn, thời tiết lạnh mấy hôm nay thì mới nắng ấm trở lại được. Bây giờ chắc là chín thôi các bạn ơi. Không biết nó còn nguyên vẹn quả trứng nữa không. Tại vì chỗ này nó đào hơi cạn các bạn.
Bây giờ nắng quá đỉnh đầu rồi, không chín nữa thì cũng phải về thôi các bạn. Ơ, đâu rồi nhỉ? Đâu nhỉ? À đây đây đây. Úi xa. Thừa chín đấy các bạn. Quả này không ăn được rồi, quả này nổ rồi các bạn ơi. Tiếc thế nhỉ? Quả này nổ mất rồi. Ơi. Ba quả này chín hết rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ thử xem mùi vị nó như thế nào nhá. Bây giờ đã trưa rồi các bạn ơi. Tôi sẽ tranh thủ ăn vui một tí thôi. Rồi là sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ các bạn. Rất là thơm luôn các bạn. Các bạn chưa bao giờ ăn trứng nướng thì hãy thử đi. Cái này không sao đâu các bạn. Cho bếp này thì không sao, không sao. Bẩn một tí không sao. Tôi thử nào. Còn rất là nóng nên tôi sử dụng lá mùng ở tại bờ suối này luôn. Trứng này rất là dai luôn. Các bạn này, ở ngoài này có một vỏ, lớp vỏ này. Nó dính luôn. Rất là thơm. Đấy nhá. Tôi sẽ cho cái lớp đây. Úi dồi ôi. Đây. Rất là ngon các bạn. Thử nhá. Đây. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Hôm nay có uổng phí công sức cả một buổi trưa các bạn, cả một buổi sáng chứ. Xin lỗi. Không biết nhà nào có con vịt vịt đẻ ra quả trứng thật là ngon. Cái này nếu các bạn không để quả trứng này mà trực tiếp ở ở than đấy các bạn, nó sẽ nổ. Bởi vì là trong có nước các bạn, ở ngoài mà nóng quá ấy, nó sôi quá thì nó sẽ nổ. Tôi không giỏi vật lý lắm nên tôi cũng không thể giải thích kỹ cho các bạn được. Tóm lại là rất ngon. Tôi thử lòng đỏ này. Đây. Theo cảm nhận của tôi thì có vẻ là ngon hơn trứng trứng luộc các bạn ạ. Bây giờ cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Thôi kết thúc video tại đây các bạn. Bây giờ tôi sẽ về ăn cơm với bố mẹ. Bye bye, xin chào em các bạn ở các video tiếp theo nha. Bye. Bây giờ là phải dập lửa các bạn nhé. Nếu không là ở đâu cũng nguy hiểm cả. Tốt nhất là mình cứ xối ít nước vào cho đỡ lăn tăn các bạn. Nếu mày có chuyện gì thì mình lại thì khi đấy hối hận. Chỉ bỏ ra khoảng là 10-15 giây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Bye bye.